Kéo thử nè. Không. Ơi thả ra, trong thả ra vợ không kéo được thật đấy, vợ không chạy tí ra rồi không kể ra là chả nên chạy rồi lại còn là vợ kéo cái dây đấy. Ê, dùng béo mà kéo dây kinh khủng luôn à. Ok các bạn này, mình đã vác siêu phẩm đại trà về rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đổ đĩa siêu phẩm diều các bạn nhé. Đấy, nói chung là thả mấy cái quả sáo kia chán rồi, mà chả có dàn sáo là hẳn hoai chơi cả. Rồi sẽ cái quả sáo đấy hôm đó mình mới làm đấy các bạn nhé. Đấy, quả đo đo mới đét. Bây giờ mình sẽ lắp vào một cái quả sáo đơn này của mình. Đấy, quả đơn hồng này lâu lắm mình không thả rồi. Quả đơn này là huyền thoại ngày xưa rồi. Ok, mình sẽ lắp hai cái này vào mình thả nhá. Không biết nó cõng được không các bạn ạ. Đây, hôm nay mình sẽ chơi combo diều bẹn các bạn nhá. Trước mua combo ở đây. Combo diều bẹn khá là đẳng cấp. Khung thì bao các loại bão luôn. Rồi. Hôm nay gió đông bắc to này để đĩa. Lắp con này lầu phết đấy. Thả không tháo ra thì không có chỗ cất, mà tháo ra rồi cất cũng vất. Các bạn ơi, cho bạn xem này. Mình vừa mới làm như này xong mình chẻ như này này. Mình cầm này này. Thế là một phát vào đây các bạn ạ. Một phát vào đây luôn. Đây, cho bạn xem này. Hết sức cẩn thận nha này. À. Các bạn ơi, không có cái móng tay này nó đỡ cho mình thì bây giờ như nào đây. Giã phát con dao như này luôn. Kinh khủng không bạn. Mình dọc dọc một phát chẻ đôi luôn. Sợ không? Trong này chảy máu đứt một đường này. Đứt một đường này. Nhưng mà không ảnh hưởng, may nó nhẹ. Ui thôi đợi đấy mà đợi không ảnh hưởng. Còn đợi ảnh hưởng thì không biết đến bao giờ. Ui thôi. May nhờ. Giã phát đứt đôi cái móng luôn. Sợ thật. Trông trẻ vậy. Chị à, bạn thấy gây cái móng nó có lợi không? Lợi gì mà lợi. Chả thế. Không có mà hôm nay chả đi cái ngón ấy rồi. Hôm nay chả chẻ đôi cái ngón ấy rồi. Quá nguy hiểm. Can thoi vào. Thế được rồi. Nó cũng thực tế chả phải dán đâu. Xa ruột chán. Đang làm cái cọc sáo. Chỉa đâu đấy. Mưa. Mưa bạn đi đây đi. Đi trên đất mặc quần áo vào. Áo thì không mặc. Ok các bạn này. Quần cuốn. Sao đổ máy quay để tao. Các bạn này. Siêu phẩm bộ còng đôi các bạn ạ. Kêu đẳng cấp luôn à, nghe nhá. Đấy. Nha. Ok bạn, bây giờ mình sẽ lắp để đổ đĩa. Mưa rồi, nhanh không hết gió. Đĩa. Ok các bạn này, mình đã lắp xong siêu phẩm. Yeah. Ui dồi, cái gì gãy. Bây giờ sẽ đổ đĩa các bạn nha. Đây sẽ chơi quả cồng đôi này đẳng cấp. À, gió bây giờ đang to kinh khủng luôn. Đi em ơi. Đi. Đi. Lên đâu? Có thả được không? Không á. À. Lướt. Bố bảo lướt. Bố bảo đục mẹ ơi. Thế thì nổ đĩa.
Tránh tránh tránh, đĩa đĩa đĩa. Ui gió to bạn ơi, ngựa đi sau đây. Gió to các bạn ạ. Mở cổng cho bố này. Mở cổng cho bố. Mở cổng cho bố nhá. Ui gió to à, à, à. Ui. Được thằng này được. Quá tố chất. Mở cổng cũng có tố chất. Quá khí khí. Ui gió rét ạ. Đâu chú? Sao chú? Ok các bạn này. Gió tẩm đá luôn các bạn ạ. Ui. Con này lên nó kéo dây thì đúng là nước chấm hết sạch. Dẹt, dẹt két này. Người đã thả diều cho bố cái. Thôi thôi, con xin dẹt cho bố ạ. Cầm tung lên nhanh lên không? Con tung diều không? Nặng lắm á. Đây bố để cho. Để xe chở đi. Ờ đi đi. Ok bạn này đĩa nhá. Này tiếp tục sẽ nhờ mụ vợ tung. Bây giờ như này nhá. À, bây giờ đi, đi xuống cái kia. Quay bên kia nào. Thế bọn cầm nó cho. Đi, đi. Lại dây trước vướng dây sau lại. Ngã cho. Mang theo cả vâng đứng ở đây không được, không phải kéo căng quá đâu, nó lôi ngã người đấy, nghe chưa? Vâng. Cầm lên là tao bảo tung phát là đĩa. Vâng. Cầm lên đi, cầm lên đi, cầm lên trong chân nào, cầm lên, cầm dèo lên đi. Đây từ 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 gãy gãy. Diều này nó eo ạt lắm. Đấy. Nào bảo tung phát là đĩa nhá. Gió to đấy. Ok các bạn chuẩn bị đĩa nhá. Ok các bạn ơi, chuẩn bị nổ đĩa nhá. Đấy. Bây giờ sẽ cho siêu phẩm cộng đôi này thăng thiên. Đấy, lâu lâu thả con này. Giữ điện thoại nhá. Vâng. Nó danh con kia ra giữ mẹ. Không. Đĩa. Đây mẹ. Đừng hết đâu mà còn điện, dây điện nhá. Đừng ghé đây một tí. Chuẩn bị chơi nhá. Vâng. Một, hai, con ơi, con đi cúi xuống một tí con. Không á, diều nó bay vào người rồi đấy. Nhanh con. Đấy. Nào. Vẫn ngon mà. Mình đang còn bảo là sao mắc nó lại à? Lại hả? Ok các bạn này, bây giờ mình sẽ nổ đĩa lại nhá. Phát lấy nó nhẹ nèo quá mình không để ý. Tưởng mắc nèo cơ. Ok các bạn nhá, đĩa. Thank you.
gãy khung à? Không biết là không gãy đâu. Các bạn vươn phát lấy tưởng lao đồi cơ. Hay tổng tụt sáo nhỉ? Mình tưởng quả đấy xuống ngay đấy. Lên rồi. Bó này không lên lên. Đứt đi, gãy đi. Gãy lại tiếc. Ok bạn ơi, lên rồi. Anh em thả diều cứ mua cái guồng dây như này này. Thả dễ này. Không cần găng tay các bạn ạ. Tôi về cao tí nhá. Gãy khung rồi. Nhưng buồn chẳng ở đâu đấy. Uê. Có nổi không? Con nổi cũng phải nổi. Uê. Này mà lắp 6 dàn thì kinh khủng luôn. Êm êm tí cho người ta ngủ chứ còn khét quá người ta lại điếc tai. Ê, lại cầm tay mà thả thì đúng là. Cầm, vợ thử cầm. Không. Cầm dây ấy, thử kéo dây nào. Thôi thả ra đấy, vợ thả đấy. Cầm được cái này không? Không, không cầm. Không cầm. Càng nặng ai lại đi cầm bao giờ. Kéo thử nào. Không. Thả ra trong, thả ra vợ không kéo được thật đấy. Vợ không chạy tí ra rồi. Không kể ra là chả nên chạy rồi. Lại còn là vợ kéo cái dây đấy. Diều bé mà kéo dây kinh khủng không à. À diều, diều bé kéo người này. Khổ thân con tôi. Đang kéo diều cho bố đi. Quê rồi. Giữ đây, giữ cho bố. Giữ vào. Giữ vào, ơi nó bay lên. Giữ chắc à, giữ chắc, bám chắc à. Kéo hai tay vào. Bố hai tay, tôi bám. Kéo hai tay vào. Kéo đi. Con báo lên người nào. Con báo lên người nào. Kéo đu vào đây, lên. Cầm vào đây. Cầm hai tay vào. Hai tay hai bên, chồng ơi, để hai tay hai bên. Đu lên. Nào, đu. Hắn sợ. Ui các bạn này. Đấy nhất người hắn kéo sợ. Dây được hết được chấm luôn thật sự. Con này mà con này phải chơi hệ Đông Bắc này mà cộng 6 dàn thì đúng là. Hôm nay quả đu đu thôi. Các bạn nghe nghe dây này. Các bạn biết tầm độ dây nó như thế rồi đấy. Cứ thích cái này. Thích cái đạp. Cứ thích cái này mẹ ơi. Ừ. Bám chắc, bám giữ cho bố. Giữ bạn, giữ bạn. Ui, đau chưa? Rồi ngay. Các bạn biết tầm nó căng cỡ nào ấy. Hơn tí nữa các bạn nhá. Kinh khủng thật. Cái sáo đấy thế mà không biết. Con này đúng đẳng cấp đấy. Diều 800 nghìn ở khác anh em nhỉ. Đứt đây. Đứt đi lại tiếc. Quê. Quê đâu. Quê. Thôi đi. Quê. Đứt đứt thật nhá. Không nghe tiếng sáo luôn à. Chỉ nghe oang 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 như kiểu bê tí ấy. Các bạn ơi không nghe gì luôn này. Dây tầm này căng tét đằng đẹp. Ui, tí hỏng mất dây. Không nghe tiếng sáo nữa rồi. Ê, đi rẽ sang bên này không đoạn đấy trơn. Cái dây này kéo hết tầm của nó rồi đấy. Ui, nó à.
không nghe gì nữa rồi. Không một tiếng gì luôn. Không im bặt. Nãy biết thế mình lắp quả sáo dàn lên không? Thì lắp cái sáo dàn kia lên cho nó kinh khủng. Thanh niên cọc dội ghê. Như này, ê, khéo lại ngã. Vâng, đứng ra đây. Đứng ra đây. Anh em ơi, như này là biết diều nó kéo ở tầm cỡ nào nhá này. Dây bé nhá. Ngã cho ấy. Này biết diều nó kéo ở tầm cỡ nào. Kinh khủng thật. Đây. Như này là cân bằng hơn. Ngã. Uê, thôi bỏ căng sợ thật đấy. Bỏ vào quay đầu. Kinh khủng thật. Tưng. Uê, đổ rồi, căng hết tầm sới bạc rồi. Cẩn thận. Ý, đoạn này trơn ấy. Con này mà chơi chơi rồi, mình chơi được chắc chơi được. Không. Ai. Ủa. Tiếc thế, không lắp được sáo dàn lên đây. Kéo xuống. Không kéo nổi bây giờ, không kéo nữa rồi. Các bạn đã tiếc quá. Bây giờ này, không thể kéo nổi nữa. Cầm cái cuồng này khó chỉ là cầm vào dây. Không nghe tiếng sáo rồi, thả diều không rồi. Ôi cái kiểu gì đây. Mà là gió quá kinh khủng. Tí lại thấy cháy áo đi ấy. Ai. Làm nào đưa được vào đây nhỉ? Giờ trông vỡ chả hộ được. Vợ cứ quay, cứ quay đi. Quay, quay, cứ quay đi. Có thằng con này không ra mà buộc dây cho bố. Thằng đấy ăn đập. Kinh khủng thật các bạn. Trời vất vả nặng nhọc thế không ra mà làm. Xong rồi á. Ok các bạn ơi. Buộc đĩa xong siêu phẩm. Vất vả. Lúc nào mà nó xuống mình sẽ thả dàn các bạn nhé. Vì con này mà cõng cái dàn nó réo thì thôi nước chấm hết sạch. Sợ thật. Cái con trên đỉnh không nghe ăn gì luôn. Gió to quá bít luôn. Con dưới thư thoảng đụt 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 đụt. Con trên tịt luôn, mình nhân dài ấy. Các bạn ơi, gió kinh khủng khiếp luôn này. Sáo bít thì nịt luôn, không nghe ăn gì nữa rồi. Sợ thật. Gió đồi kìa. Nay mà lại lắp cái sáo đơn lên. Gió này mà lắp cái quả dàn lên thì đúng là nó kêu rồi. Đây mà không kéo được xuống nhờ các bạn nhỉ. Ok các bạn ơi, dàn sáo lâu không thả này. Trong này toàn con nhện nữa các bạn ạ. Nè. Một loạt luôn này. Này quên không bịt cái miệng lại hỏng hết sáo các bạn ạ. Điên. Nè. Bịt kín mít luôn. Ok các bạn nha, bây giờ mình sẽ lên đồ để lên siêu phẩm này. Con này từ ngày mình vẽ giờ là chưa được lên lần nào các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thiết kế đuôi, sửa lại đuôi. Với lại cái lắp quả này các bạn nhá. Kinh khủng không? Rồi. Lâu không chơi sáo nó bị
tò vò hết các bạn ạ. Cái cọc sáo không nào gần hoai này. Sợ không? Rượu đi. Rượu đâu? Không. Đi. Đi. Không. Giờ mình sẽ lắp nó vào các bạn nhá. Đợi có gió, gió thì quá khủng khiếp rồi. Đợi có người thả mình sẽ nổ đĩa con này các bạn nhá. Nhưng mà phải có người thả cơ, gió đang rất to. Cái con bẹn mình thả lên không nghe tiếng sáo luôn các bạn ạ, bít thì nịt. Nhưng vấn đề là con này bây giờ là phải đợi các nghệ nhân về thì mới thả được. Đấy. Gió này đẳng cấp. Sướng thật. Gió đồi kinh khủng khiếp. Hôm nay đợi phải có người, hôm nay không có ở nhà, đợi phải có người với anh em con này mới được thăng các bạn ạ. Đợi phải có người mới được thăng được. Ok các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ sửa cái đuôi này, cái đuôi này lần trước mình nó bị gãy các bạn ạ. Chưa sửa, bây giờ mình đã sửa lại để buộc. Để chiều nay anh em về thì nổ đĩa các bạn nhá. Máu lắm rồi đấy. Anh em cùng nhau chuẩn bị đón chờ siêu phẩm nhá. Đĩa. Cháu ăn bánh trưng không hay là cháu ăn cái gì? Uy tín. Ở cấp bằng các bạn. Quả này thì... Quả này lên được một lần, con này cõng. Nhưng mà con này thì chưa lên được lần nào các bạn ạ. Con này thì từ lúc vẽ là chưa lên được lần nào. Các bạn ơi, khả năng phải xây thêm một cái nhà để diều các bạn ạ. Vứt lóng chồng à. Vứt lóng chồng à. Ok các bạn ơi, hiện tại đang là 12 giờ trưa các bạn ơi. Gió kinh khủng mà không có người để thả con rồng hắc ám. Tiếc thật. Sợ. Không thể cầm nổi luôn. Sợ thật các bạn. Nói chung là trận gió đông bắc này đầu tiên này khủng khiếp luôn. Nhưng mà không có anh em nào thả cho mình cái con rồng hắc ám. Nếu mà còn đến ngày mai nhá, còn đến tầm sáng mai mà có gió như này, mình hứa với các bạn rồng hắc ám sẽ đăng thiên. Kinh khủng thật. Gió máy. Son do son son do. Kinh dị. Ok bạn nhá, đợi gió nhá. Không biết là dụng bao giờ các bạn ạ. Không biết là đi chưa. Không biết là còn tiên nịp chưa. Đâu rồi Thiếu? Dầu ạ. Xem cái dầu ấy. Dầu à? Sơ dụng đâu rồi? Chắc... À đây. Ai à? Đây đây đây. Dưới ruộng kìa. Không biết dụng đâu chưa. Cái gì nó mới nhậu sang mất thì toàn.